Cho tao xin cái vỏ lon. Vỏ lon làm gì? Tao bán lấy tiền mua cơm ăn. Lon đang còn. Không chưa hết, đã hết đâu. Thế bao nhiêu tiền? Chỗ này. Bây giờ không bán, đang đây còn hai lon này. Mỗi lon 10.000. Mỗi lon 10.000 à? Đó. Không biết có đủ không nữa. Thế là 4 lon, tao lấy luôn cả 200 này luôn nhá. Ok ok. Thế là 40.000 à? Thế trả lại tao 160. Làm gì tao có tiền lẻ. Thế thì bỏ luôn tao 140 đi. À đây rồi. Tao bỏ mày 10.000. Tao xin bốn cái lon này nha. Có phải tiền thật không đấy? Tiền thật mà. Đừng lừa nha. Tiền tao mới rút ở trên bàn về đấy. Cảm ơn nha. Sao mày có tiền lại còn đi mua lon? Nghề của tao là kiếm lon chứ. Không phải là nghề đi. Không phải kiếm tiền à? Không phải kiếm tiền đâu. Ồ, vậy còn nữa à? Cảm ơn nha. Thôi tao đi đây.